Bạn thấy dâu tây trồng chậu nhà mình dễ thương không? Cái chậu dâu Nhật là Hana kia cực kỳ sung luôn. Các bạn thấy trái đỏ đỏ đúng không? Ôi, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Khánh Nhân TV, và hôm nay thì Khánh Nhân TV đi hái dâu tây nhỉ. Đây là những cây dâu Nhật, cái mùa Uchinoka, Kuchinoka. Anh chị các bạn thấy trồng chậu nhưng mà nói như thế này cũng là rất là ổn nhá anh chị nhá. Tất nhiên thì quả nó không được to. Vâng, đây anh chị có thể thấy được cái ngón tay của mình đây. Và quả dâu đây. Và đây là cái đầu. Đặc biệt thì cái dâu cái mu Ochinoka nó rất là thơm anh chị, nó thơm hơn những các loại dâu khác rất nhiều. Và đặc biệt thì cũng ngọt và thơm. Nói chung là rất là tuyệt vời, một cảm giác có một cái chậu dâu thì có những quả như thế này thì nó rất là tuyệt vời, bởi ở cái chỗ là mình có thể hái và ăn luôn được ngay tại tại chỗ ấy chị nhá. Rất là thích luôn. Không biết là cái cây này sao nó lại héo héo nhỉ. Và hái thôi chị. Hôm nay thì cũng được một cơ số trái. Vâng, dâu nhà thì cỡ này là cũng là ok lắm rồi. Hai chậu dâu Nhật Hanna, tức là hai cây, một cây thì trồng ở một ô như cái chậu của, tức là một cái này là của bà xã bỏ đi, cái thùng lau nhà ấy chị, thì trồng thì không biết là một bên nó bị sót phân như thế nào đó thì phải trồng lại. Còn một một bụi, tức là một bụi thì nó ra quả như thế này đấy chị nhá. Đây đấy, và một buồng của nó, buồng hoa là của nó đây. Và hôm nay thì hái ở đây, có cái quả này thì đang còn xanh đấy, đấy rất là phê nhá, rất thích luôn. Nói chung thì một cây dâu mà nó đang như thế này thì có nghĩa là cái điều kiện mà phát triển của nó là khá tốt đấy chị, tức là về rễ, bộ rễ nó khá là ổn định và lá. Còn những cái chậu như thế này thì nói chung là cái rễ nó đang cũng đang có vấn đề chị nhá, và thậm chí nó còn có rệp nữa và đang phải phục hồi rất là lâu thì nó mới phát triển như thế này được. Cái này thì có vẻ như là hơi thiếu nước, hơi héo héo này, một chút là phải tưới ngay không có thì tèo mất. Một cái lượng đất khá nhiều thì làm cho cây dâu nó, cái bộ rễ nó phát triển tốt đấy nhỉ. Thì không những là nó, tại hiện tại thì nó đang có quả, anh chị có thấy được chùm quả. Đây, nó cho quả và thậm chí thì nó đang cho ngó luôn nhá. Đây. Thì Khánh Hân, cái Nhật Hana thì Khánh Hân đang cũng là giai đoạn nhân giống. Cho nên là quyết định để lại. Tuy nhiên thì anh chị có thấy thì nó rất là sung đúng không? Đấy, quay xa xa cho chị thấy. Và hái quả thôi. Nhật lùn. Đây ạ. Nhìn chung thì những cây dâu mà để trên kệ thì khá là đẹp. Và dâu Hà Lan, hoa đỏ thì tiếp tục hái chị. Thì nhìn trên video thì một số bạn có cái dâu Nhật Hà Lan là khá, quả khá to, nhưng mà của nhà Khánh Nhân TV nó cỡ này. Nó to hơn cái tay tay cái một chút chị nhá. Và buồng hoa nó đây, mà không những hoa mà nó trôi ra ngó luôn này chị nhá. Đấy, rất là ok. Cái này thì rất là đảm bảo, đảm bảo mà. Hai năm chậu trồng sống được 3 chậu, chết 2 chậu, và bây giờ hiện tại 2 cây đã trổ hoa và cho trái, và một cây thì có vẻ như đang phát triển. Và cây này thì ngó nhiều chứ còn hiện tại thì chưa trổ hoa luôn anh chị, không biết là nó thế nào.
này là dâu New Zealand này. New Zealand thì dâu New Zealand là quả nó có xu hướng là nó giòn hơn anh chị nhá, nó giòn hơn cái những cái dâu khác, tức là nó giòn hơn các cái quả dâu khác như dâu Nhật, dâu Mỹ đá. Cái ngó này thì nó ra hoa nhưng mà phải là ngắt thôi chị, vì là phải trồng ra chứ còn để thế này thì nó không thể có trái được. Đây Nhật, ở đây là quả New Zealand này, nó New Zealand. Con này bị héo à? Cái này bị héo phải tưới này. Anh chị thấy chưa? Nếu như mà mình chỉ cần một hôm mà mình không để ý cái lượng nước nó không đủ là nó héo ngay. Trồng dâu là phải chăm sóc từng ngày, và thậm chí là nếu mà trong một ngày mà chúng ta không để ý thì buổi chiều thì nó có thể là nó chết ngay. Nhưng mà nhìn vậy thôi, nhưng mà chỉ cần tưới một chút nước là nó tỉnh lại ngay anh chị nhá. Được cái dâu là nó khi mà nó đã phát triển mạnh thì nó cũng được một cái lợi thế là mình chỉ cần tưới nước là nó tỉnh lại. Dâu Nhật Kế Mô đây, Nhật Uchi Cochin Noka, chín rất là đỏ và đặc biệt là rất là thơm, rất là thơm, nhưng mà quả nó mềm anh chị. Đây rồi, một đĩa đầy luôn, full. Một đĩa full. Một đĩa full luôn. Có một quả dâu Hà Lan hoa đỏ đây. Hái luôn. Với dâu tây vườn nhà, đặc biệt là dâu trồng chậu anh chị nhá, mà được một đĩa như thế này là cũng khá là thành công và khá là ok với cái chất lượng dâu thì phải bàn thôi ha anh chị nhá. Rất là chín và đặc biệt rất thơm. Và sản phẩm chiều nay của Nhà Cá Nhân TV anh chị nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Anh chị và các bạn có ý kiến thì cứ comment nhé, comment rồi có góp ý gì thì hoặc có câu hỏi thì cứ quay cứ comment, thì nếu như Cá Nhân TV trả lời được thì sẽ trả lời và làm video clip để trả lời anh chị và các bạn nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Và mang cái đĩa dâu vào thôi, full, một đĩa dâu full. Thì có nhiều loại dâu gì nhá, các kiểu dâu Nhật, dâu Mỹ đá và dâu Hà Lan hoa đỏ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.